Sao ơi, tao chơi về anh hàng xóm đã chơi về rồi nè. Ủa, anh hàng xóm chơi về ra. Ui, lại đây, lại đây. Ý. Ba tháng qua mày biết tao nhớ mày lắm chứ không? Mày đi Mỹ, mày bây giờ mày về đây luôn rồi. Rồi thực ra tao về nước để làm công việc này quan trọng lắm mày. Ủa, rồi việc gì quan trọng? Nói đi, việc gì quan trọng? Thì mày cứ ra đường đi thì mày sẽ biết được cái chuyện gì đã xảy ra ở đây nè. Nhưng mà mày phải nói cụ thể hơn ra là cũng có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Tự nhiên mình nhìn cái nhìn đằng kia ta thấy có một đống idol quá trời luôn. Tao không biết thì đúng rồi, trong cái lúc mà tao đi về á thì tao phát hiện tự nhiên chị Masumi nó xuất hiện ở trên đường á. Nhưng mà tao đang suy nghĩ rằng là nè, ủa tự nhiên à ủa có lần nào chị Masumi tới Cần Thơ chưa? Thế sau đó tao mới nghĩ lại. Rồi sau đó tao mới nhìn ra được là một cái đống idol xuất hiện ở chỗ đó luôn á mày. Ê, mày đang nói chuyện thiệt hay là nói chuyện ảo tưởng sức mạnh vậy? Hả? Mày bớt ảo tưởng sức mạnh là giùm cao thế. Ê, tao ảo tưởng sức mạnh hồi nào mày? Hay là thôi bo chuyện đó đi. Ê, tự nhiên á tao. Ê, rồi rốt cuộc cái chỗ đó ở đâu rồi tao mày chỉ chỗ cho tao để tao tới. Thì ngay công viên lưu phước trước cửa nhà mày đấy. Mày không tin thì mày đi qua đó thử coi, một đám idol xuất hiện quá trời luôn. Mày không tin tao được, tao là con gà nè. Ok, bây giờ tất cả những... Ok, bây giờ sẵn dịp đang rảnh nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ra một cuộc nhiệm vụ rất đặc biệt và đầy gian nan, đầy nguy hiểm và đầy thử thách. Mày muốn đi cùng tao hay không? Ok, mày nói cụ thể ra đi, người tao đi với mày. Hay là vậy, tất cả cái này tao nghĩ tao thấy rằng tất cả cái đồ sẽ không thể xuất hiện cùng một lúc trong một tập được, cho nên tao phải chia ra từng idol sẽ xuất hiện trong mỗi cái tập khác nhau. Và mỗi khi tao thấy idol nào, hai với mày sẽ trở này sẽ giả là fan cứng, là fan cuồng á, mày tao với mày sẽ giả là fan cuồng của idol đó, sau đó lợi gần lại tiếp cận và sau đó nó mày giả vờ như là xin dinh tư hai chụp hình. Nhưng thực chất là mày phải giống như một cái tờ note ở phía sau mày ghi lại xem cái thông tin gì đó gì sẽ ra và thông tin là idol nó sẽ có biểu hiện như thế nào và mày phải nào. Rồi sau đó tao với mày sẽ tìm cách đưa idol đó quay về đúng cái địa điểm mà idol vừa mới xuất hiện đây nè. Thế là mọi chuyện được suôn sẻ hết. Mà công việc này coi bộ chỉ có hơn này, coi bộ chỉ xuyên qua tới không dài lắm, có 15 tập mà. Ủa rồi có tính tập này không? Không, tập này tao chỉ có tao với mày thôi à, không có ai hết á. Hay là ngồi ha? Hay bây giờ kế hoạch chúng ta sẽ cấu tên đó chính là giải cứu idol. Được, đi luôn, khỏi nói nhiều. Ok, và thế là hai người bạn của chúng ta là ha, và Sơn Lê Vê Lóc và anh hàng xóm đã bắt đầu bước vào một cuộc hành trình gian nan nguy hiểm ở phía trước. Mày giải cứu tất cả các ai rồi trở lại đúng vị trí gốc của hai người họ. Vào chuyện kết thúc.